Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở. Hơn 100 học viên là các cá nhân, hộ kinh doanh, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cơ sở ở các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Mỹ Tho được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trao đổi, hướng dẫn kỹ năng xử lý một số tình huống về sự cố cháy, nổ, thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các học viên tham gia làm bài thi kiểm tra những kiến thức được học, đồng thời thực hành sử dụng bình chữa cháy CO2 và bình bột dập tắt đám cháy. Lớp tập quấn là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở bổ sung cập nhật kiến thức, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguyên nhân phát sinh cháy nổ, sự cố tai nạn và tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra.